Trước khi bước lên hẹn hò, mình phải đủ nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Anh mong em hãy hiểu cái câu là ở đây không phải là cái chỗ chơi của mình. Nói thật với em là anh nó không có biết dùng những lời ngôn từ, ngôn tình. Đứng trước mặt em, anh chỉ nói được ba chữ mà thôi: anh cần em. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Dạ, anh xin tặng em một bài hát được mang tên là Casey. Bây giờ á, mình nói một chút xíu đi. Bây giờ đó, người ở Mỹ Tho, người ở Long Xuyên, mình hẹn hò sao? Thí dụ như mình cảm tình với nhau đó, thì ý em như thế nào em cứ cho anh biết. Anh là phải làm anh quá, xa quá em thì một tháng gặp một lần cũng được, tại vì công việc nó xa quá. Vùng xa thì nó cũng từ từ thu lại gần thôi, tại vì mình đi thường nó sẽ gần em. Đi rất gần, không có xa đâu. Nói chung là quan trọng là em khi bước lên đây, em có cho anh, em có mở lòng cho anh hay không? Chứ anh đã mở từ lúc đầu rồi. Anh nhìn thấy em sao? Em rất là đoan trang mà em có một nét xinh rất là thầm kín, chứ không có mà lộ. Cái chỗ đó là cái điểm mạnh mà anh thích nhất đó. Sau chương trình này anh sẽ về gia đình của em. Dạ. Để anh ra mắt cha mẹ em. Mình cũng lớn rồi, mình thay vì bây giờ đám hỏi đám cưới thì mình dồn vô đám đi em ha, cho nó gọn ha. Chứ thời gian thì nó không có, thời gian là vàng bạc mà, đúng không? Rồi thôi mình trở về ghế này đi. Em, nhưng mà em có tưởng tượng là cái người vợ em nó sẽ như thế này không? Em không nghĩ được vậy đâu chị. Em không nghĩ, em nghĩ sẽ cũng gian dở như em. Và cũng con đùm này nọ, thì em cố chuẩn bị là mình sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh nuôi con. Vậy mà hôm nay là bất ngờ luôn, coi như là... Rất bất ngờ, em xúc động lắm. Tạo quá, coi như là thôi em cũng chờ đợi đấng lăng quân của em đó, nha. Em tên Phan Thị Thúy Hồng, 48 tuổi, tuổi con chuột. Em ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chị. Dạ em đang làm gì? Dạ em may đồ tại nhà chị. May đồ hả? Dạ. Ồ, may đồ dài, đồ tây hay là em đồ may đường? Đồ kiểu đồ tây, đồ vét. Vậy đó hả? Giỏi quá vậy. Bên đây mời bạn trai trả lời đầu tiên. Em tên Dương Nhật Tâm, bí danh là Chí Tâm. Em xin chào toàn thể ông bà cô bác và toàn thể anh chị em trong trường quay. Lời thứ hai em xin chào chị Hồng Vân. Lời thứ ba em xin chào anh Quyền Linh. Xin hết. Cảm ơn anh. Rồi mời anh ngồi. Lộ diện rồi, bên nhà gái tôi đã thấy dung nhan của bên nhà trai rồi đó. Rồi bây giờ anh ở đâu? Dạ em sinh ra thì tại gia định Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hiện tại giờ em đang sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thợ điện chuyên sửa điện ô tô, du lịch và tải. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 45 tuổi thìn. 45, bên kia 48. Trời ơi, nhưng mà nói nghe nè, mình chững hơn bên nhà gái nhiều lắm nha. Bên nhà gái thật ngon lành lắm. Nhìn nó mắt nhìn đẹp gái, ok vô cùng. Nhưng mà em chấm cái chỗ con chuột đó chị ơi. Chấm tuổi con chuột phải không? Ồ, vậy là hợp với tuổi con chuột đúng không? Dạ, thân thiết thành. Rồi bây giờ mình nói chút xíu cái ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho bà mối. Đúng rồi, sẵn tôi đứng lên nghe luôn nè. Dạ, ưu điểm của em thì thích chuyên sâu vào nghề để làm kiếm tiền. Chẳng hạn như là em nhủ 1-2 giờ đêm mà khách hàng tới kêu cửa hoặc điện thoại em vẫn vui vẻ bước ra mở cửa để làm sửa cho người ta, thậm chí đứng tới sáng luôn em vẫn làm. Có nhiều chiếc container là nó đậu trước là phải làm tới sáng luôn. Vậy là chịu thương, chịu khó. Dạ. Thứ hai thì em cũng có nhiều điểm mạnh. Chẳng hạn như em biết nấu ăn. Có thể em nấu một cái đám giỗ 6 mâm mà một mâm 5 món, 30 món nó không giống món nào, em cũng vẫn nấu được. Thấy gì ta? Hay một quá. Mình thôi, không cần nhiều. Ôi, mình thôi. Ơi. Tại vì những đám giỗ ông bà cha mẹ của em là tự tay em nấu không. Với lại em cũng thích đờn ca. Tôi em cũng từng là quân nhân trong đài truyền hình thành phố, em cũng có đi thi ở Bến Thành. Nói nghe nè, em giống như là mình có một cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là khi em bắt đầu vào công việc em làm, chẳng hạn như chủ xe là anh Quyền Linh đi, tới báo em hư cái món đồ đó, em nghe rồi, em sẽ biết là nó bị như vậy. Trong lúc em đang làm thì đừng có nói dằn ngay lỗ tai em, là em dễ có chút quạo. Và nhiều khi mình quạo thì mình nói ra những cái lời nó hơi kỳ kỳ thì người ta cũng tự ái, và bản thân mình cũng thấy hơi tự ái chút. Điểm yếu của em thì cũng hơi có hút mình thuốc, hơi nóng tính chút xíu ha. Dạ, có chút xíu rồi thôi. Có hút thuốc hả? Dạ có hút thuốc chút xíu. Một ngày em hút mấy điếu? Nhưng mà nhiều nhất thì nó cũng phải 10 điếu thôi chị. 10 điếu? Dạ. Có nhậu được không em? Thì nhậu thì đám tiệc thì em mới nhậu. Còn mà bình thường thì em ít nhậu lắm. Rồi bây giờ nè, ông đi ra đây, ông hỏi bên nhà gái tôi chút xíu coi.
Chứ tôi thấy em, cái cặp này tôi thấy xứng đào xứng khép dễ sợ luôn rồi đó. Nhà gái. Dạ, em chào anh Linh. Trời ơi, tưởng quen. Cảm ơn em. Trời ơi, xinh ha. 48 nhìn không ra luôn không á. Không ra luôn. Tại vì em là công việc ở trong nhà không à. Ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm em giỏi. Cái gì em cũng giỏi. Ừ, gì cũng em giỏi. Em nấu hết. Ăn, hát được. Hát không hay nhưng mà hay hát. Nói nghe nè, rồi nấu, nấu đám giỗ được không? Bển nghe người ta nói người ta nấu đám giỗ sao bạn? Nấu đồ món, nấu đồ chay bán. Ừ, nấu đồ chay bán à. Được rồi, vậy hai người về mở cái công ty rồi nấu ăn. Nấu ăn được rồi. Ừ, thấy không? Rồi em có điểm yếu gì không? Điểm yếu là tại em yêu trễ quá, tại em yêu trễ quá. Hả? Em yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Mà nhỏ em lo là lớn lo làm, em không để ý tới. Ừ. Rồi tới sực nhớ lại là em ba mấy tuổi à. Diễn hả? Tức là em mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng như mình mới tìm hiểu sơ. Tìm hiểu sơ thôi không sao? Được. Lâu mau? Là... Cũng mau mà chị. Một hai tháng rồi thấy không được thì mình rút lui. Lý do gì không được? Lý do nó nói chung là cũng như không có nói ra được. Nhưng mà mình nhẹ nhàng thôi. Như mấy anh nói vẫn là bạn. Vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi vậy thôi chứ không mà có gì. Cả hai người đều, hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ thôi. Có mấy tháng thôi hả? Dạ. Là chưa có yêu thật sự hả? Dạ chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Đàn gái dễ thương, đàn trai cũng hiền, chất phát. Để hỏi đàn trai coi mấy mối tình rồi, không phải cho tôi biết bệnh chứ. Cho bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình cũng là một người vợ, em kết hôn được 20 năm. Bao lâu rồi cưng, bao lâu rồi? Này phải tìm nay cũng 2 năm mấy rồi. Hai năm mấy rồi. Em có mấy đứa con rồi? Dạ em có hai người con trai, lớn 20, nhỏ 18 tuổi. Mà ở với ba hay với mẹ? Dạ khi em và vợ em coi như là hết duyên rồi đó, thì em cũng nói nhẹ nhàng một câu, em nói thôi anh giao hết tài sản, nhà cửa và con cái cho em hết. Anh bước ra đi, anh sẽ làm lại một cuộc đời mới. Bây giờ thì trong 2 năm đó em đã được bao nhiêu phần trăm cái dự kiến của mình rồi? Cái công việc của em á? Cái công việc của em á thì nói thật sự nó vô chừng lắm. Có ngày làm 5-7 triệu, có ngày thì làm cũng 500-300 ngàn bình thường thôi. Tại vì xe nhiều thì mình nhiều khi nó nhiều quá làm cũng không nổi luôn. Về công việc cũng ổn định ha? Ổn định rồi, cuộc sống nó ổn định rồi. Nó có cái điểm hay là về là chị, hồi nãy bạn gái nói em có lắng nghe, là 20 năm về trước á, ông nội em từ Long Xuyên đi ra, đi lên thành phố để lập nghiệp. Thì cái cuối đời của em sẽ quay trở về Long Xuyên là quê của nội em. À dạ. Là bạn này là ở Long Xuyên, ở xứ của nội của em luôn. Dạ. Ừ. Là trong dự định, trong cái đầu óc của em là em đã nung có... nấu cái điều đó rồi đúng không? Đã tính là nếu mà gặp đúng người đó em sẽ nói câu đó. Dạ. Hay nha. Đó. Được. Không, như vậy là bữa nay chắc là cái chắc duyên. Là cái ngoài cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt gieo duyên cho em thì dạ, chắc là còn có ông nội hoặc là gia đình á, bên bên cửu quyền thất tổ đó. Dạ. Phù hộ cho em đó. Nó thật sự là ế, không có ế. Mà tại vì em thấy người ở ngoài xã hội giờ nó hơi phức tạp lắm. Bởi vì em rất cần cái chương trình để giúp cho em là tìm được một cái người đó, theo em nghĩ là nó sẽ có một cái quyền cơ trên hai cái ghế này. Bởi vì em không bao giờ em, trong cái suy nghĩ là em không bao giờ em lựa chọn cao thấp, lùn ốm, trắng đen hay là mập gì hết. Em chỉ yêu cầu bạn gái đó có một trái tim chung thủy và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng với em thôi. Dạ, như đó đủ rồi. Bây giờ những gì anh nói bên kia đều bên có. Bên kia nghe hết đó. Dạ, bên kia cũng có luôn đó. Cái suy nghĩ, cái yêu cầu về cái người người bạn đời của em, mà người đàn ông của em là như thế nào? Suy nghĩ của em là người đàn ông đó biết lo, biết yêu thương gia đình, thương vợ. Thương vợ, yeah, yêu thương gia đình. Lo chu đáo gia đình là đủ được. Như sạch sẽ, trước nhất là phải sạch sẽ. Thì mình có làm mồ hôi một kê xong rồi mình tắm rửa là sạch sẽ thôi. Chị thấy là cái người đàn ông bên kia là một người đàn ông rất là bản lĩnh, rất là có nghị lực, nhưng mà rất là tình cảm nha em. Chị cảm giác như vậy, thành ra là chị thấy là chị cũng yên tâm rồi đó. Vâng ơi, bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Ừ, em đi với ai? Em đi với cháu em ạ. Đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào chú Tâm. Thì trong gia đình á, thì dì Hồng của con là một con người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Con thấy chú Tâm đây á, là một cái người rất là thẳng tính, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn về cuộc sống, cuộc đời của chú. Thì con thấy là hai người rất là hợp. Con mong là hai người sẽ mở lòng để tạo ra cái mối quan hệ nó phù hợp, hạnh phúc với nhau ạ. Rồi, cảm ơn con. Anh đi với ai?
Dạ em đi với lại một người chú và một người anh và một người chị. À rồi, xin mời đại diện đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả. Tôi là bạn của coi như anh nhưng mà cũng như là bạn với Tâm. Thì theo tôi thì thấy là hai bạn này rất hợp nhau. Quan trọng là hai bạn quyết định nhau, chứ tôi thấy thì rất là hợp. À rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì mình mở rào đi Linh ơi. Mở rào đi, mở rào đi. Hai bạn này nói chuyện với nhau được ha. Mình bắt đầu mở rào. Đến đây em có món quà để tặng anh. Dạ anh nhận. Trong đây nó có hai món, thì cái món quà này anh gửi cho em trước. Dạ. Còn cái món quà này thì sau này mình về chung một nhà, anh sẽ đưa em giữ cái bóp này, để khi anh làm có tiền em sẽ bỏ vào cái bóp này. Dạ, cảm ơn em. Còn ở trên đây thì trên đây là nó có một câu thơ cũng đơn giản thôi. Dạ. Tu trăm năm ta mới ngồi chung một thuyền, tu ngàn năm ta mới nhờ ban hẹn hò cho chúng ta nên duyên vợ chồng. Trời ơi. Dạ em tặng cho anh chiếc khăn để có mình có duyên có nợ đến với nhau thì hai người cùng chung xài chung một chiếc khăn. Anh xin đọc được không ạ? Dạ được. Mến tặng anh chiếc khăn làm kỷ niệm ngày mình gặp gỡ nơi bạn muốn hẹn hò. Nếu anh và em có duyên có phận thì mình cùng lau chung chiếc khăn này. Cái cảm nhận về nhau như thế nào? Mở rào ra thì hai người có thấy là phù hợp anh với cái mình suy nghĩ hay không? Chúng anh thấy em có một cặp mắt rất là xinh và có khuôn mặt khả ái. Theo anh suy nghĩ em là một người rất thông minh. Còn em sao? Em có cảm nhận của em đi. Em thấy anh cũng hiền. Nhìn nói gì anh với vợ anh đó dứt khoát. Dứt khoát ha. Em yên tâm. Trước khi bước lên hẹn hò mình phải đủ nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Anh mong em phải hiểu cái câu là ở đây không phải là cái chỗ chơi của mình. Nói thật với em là anh nó không có biết dùng những lời ngôn từ, ngôn tình. Đứng trước mặt em anh chỉ nói được ba chữ mà thôi. Anh cần em. Trời ơi. Quá trời quá. Dạ anh rồi. Xin tặng em một bài hát được mang tên là cây si. Rồi thư đi thư lại cày bà mối với mai, anh đưa em dạo phố lần đầu lựa màu áo cô dâu. Em thích màu gì? Em thích màu hồng. Còn anh thích màu hoàng anh cơ. Đẹp. Hay quá. Rồi bên nữ mình đáp lại liền. Rồi, để, dạ. Em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chốn này gặp em. Không nội anh xui anh tới. Cái chương trình nói chuyện lứa đôi, giao bôi càng chén mặn nồng bên nhau. Em xin hết rồi. Tôi nghi quá ông Linh, tôi nghi là cái cặp này tôi với ông tự bấm quá thiệt luôn á. Bây giờ á mình nói một chút xíu đi, bây giờ đó người ở Mỹ Tho, dạ, người ở Long Xuyên, mình hẹn hò sao, thí dụ như mình cảm tình với nhau đó thì ý em như thế nào em cứ cho anh biết. Anh là phải làm anh quá, xa quá em thì một tháng gặp một lần cũng được, tại vì công chuyện nó xa quá. Vùng xa thì nó cũng từ từ thu lại gần thôi, tại vì mình đi thường nó sẽ gần em. Đi rất gần không có xa đâu. Nói chung là quan trọng là em khi bước lên đây em có cho anh, em có mở lòng cho anh hay không, chứ anh đã mở từ lúc đầu rồi. Anh nhìn thấy em sao? Em rất là đoan trang mà em có một nét xinh rất là thầm kín chứ không có mà lộ. Cái chỗ đó là cái điểm mạnh mà anh thích nhất đó. Sau chương trình này anh sẽ về gia đình của em. Dạ. Để anh ra mắt cha mẹ em. Mình cũng lớn rồi, mình thay vì bây giờ đám hỏi đám cưới thì mình dồn vô đám đi em ha, cho nó gọn ha. Chứ thời gian thì nó không có, thời gian là vàng bạc mà đúng không? Rồi thôi mình trở về ghế này đi. Em nhưng mà em có tưởng tượng là cái người vợ em nó sẽ như thế này không? Em không nghĩ được vậy đâu chị. Em không nghĩ, em nghĩ sẽ cũng gian dở như em. Và cũng con đùm này nọ thì em cố chuẩn bị là mình sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh nuôi con. Vậy mà hôm nay là bất ngờ luôn, coi dạ, như là rất bất ngờ, em xúc động lắm. Tạo quá, coi như là thôi em cũng chờ đợi đấng lăng quân của em đó nha. Bây giờ
chúng ta để tay vào nút bấm đi. Tay cơ. Theo quy định, chúng tôi sẽ đếm đến 3. Bấm hay không là quyền của mỗi người. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Coi như là hay quá. Cô gái rất là đúng luật luôn á. Đúng luật. Ừ. Nào, hãy nắm tay nhau. Hay đấy. Linh cảm nhận đây là một người đàn ông tốt đó. Ha, sẽ che chở, sẽ chăm sóc dành cho riêng mình đó. Ha, anh cảm giác thế nào khi mà dễ đã bấm nút? Dạ em thấy em hạnh phúc lắm Linh. Hạnh phúc lắm. Dạ nhờ chương trình này mà em đã tìm được một người mà em không thể nào ngờ được. Dạ. Bây giờ trước khán giả truyền hình cũng như là gia đình của chị gái đang xem, anh nói gì với gia đình trước đi, rồi sau đó mình về thăm gia đình sau. Dạ cháu xin bác trai cho cháu nói một câu. Cháu thì không dùng từ hứa, cháu chỉ nói bằng cái tâm chân thành. Kể từ ngày hôm nay bác trai cho phép cháu được gần gũi em về để chăm sóc và lo lắng cho em suốt cuộc đời. Từ nay thì anh với em tìm hiểu nhau, đừng mà mình hiểu nhà, đừng mà mình đi đến sau nha. Mình ôm chặt cái nào đó. Tuyệt vời. Chúc cho hai anh chị sẽ sớm về xài chung cái khăn này nha. Dạ. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được cái thiệp cái tin mà gọi là cái tin vui luôn của hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng anh chị bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, anh chị cứ đưa nhau đi những nơi nào mình thích. Em đi trước đi. Đúng rồi, thấy chưa? Em đi trước đi, anh đi sau bảo vệ. Hai câu chuyện ngày hôm nay nó khác nhau hoàn toàn, nhưng nó cùng chung một cái cảm xúc là rất là chân tình. Nói chung là ngày hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc thưa quý vị. Cảm giác rất là tuyệt vời mỗi lần mà chúng tôi xuất hiện trong bạn mối hẹn hò, kết nối những mảnh ghép của cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Em có ăn nhiều, ngủ nhiều giống Kim Anh bên đây không? Chắc có. Không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi? Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Em đã ly hôn.
Hiện tại em có 2 bé. Em đã ly hôn với vợ đã 3 năm rồi anh. Nói đến mẹ chồng em thì bây giờ em vẫn còn hơi sợ luôn. Nếu bạn gái thích muốn ở đây thì em sẽ theo bạn gái. Mọi người đều cũng có nhà riêng hết rồi. Còn em có nhà không? Em cũng có chị. Em thấy anh là một người đàn ông chắc vỗ gia đình đó. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.